Phần hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải bài tập về các thiết kế của form. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng thiết kế form 2A thông tin về giảng dạy của giáo viên. Thì mình sử dụng công cụ design. Rồi mình đưa nguồn thông tin là lấy từ bảng giáo viên, thì mình add bảng giáo viên vào. Đưa các thông tin liên quan tới giáo viên. Rồi, ở phần phía dưới hiển thị các subform thuộc dạng dataset, thì mình chọn cái subform. Ở đây mình có thể sử dụng công cụ bán wizard là mình sẽ lấy từ table hoặc query tương ứng. Mình sử dụng cái thuộc tính wizard nó đang chạy. Chọn next. Mình đưa các thông tin gồm có là mã học kỳ, niên khóa, thứ và tiết thì nằm ở bảng giảng dạy. Học kỳ, niên khóa, thứ, tiết, cho thêm tên môn thì nằm ở bảng môn. Và next. Hai cái này liên kết với nhau dựa trên mã số giáo viên, mình chọn chính xác, chọn Z. Thì lập tức một bảng subform của mình sẽ được tạo. Đây, đó là dạng thông tin tương ứng form 2A theo yêu cầu thiết kế. Mình lưu bảng này lại với tên là 2A. Rồi, tiếp sau đó mình sẽ tạo form 2B sử dụng design. Thông tin đây cũng là thông tin giáo viên nhưng nó thiết kế theo dạng là tabular. Vậy mình muốn cho hiển thị dạng tabular thì mình làm như sau. Cắt hai thuộc tính label này bỏ đi. Chọn hai thuộc tính. Mở ra thuộc tính form header, form footer, đưa lên phần header. Sau đó bạn thực hiện là kéo các thông tin này xích lại gần nhau. Muốn nó hở ra tí xíu cũng được. Rồi, ở đây mình sắp xếp. Hai này nó bằng nhau chưa? Rồi, ở đây mình lép lại. Rồi, đây là thông tin mình hiển thị. Thì mình thấy mình hiển thị ra nhiều, muốn hiển thị nhiều mẫu tin như đây. Thì mình vô trong cái thuộc tính của form, đó là thuộc tính default view. Mình chọn continue form. Thì lúc đó các thông tin của mình sẽ được hiển thị liên tiếp. Cái khoảng cách này được tạo ra do cái thông tin là chỗ form footer nó quá rộng. Thì đây mình có thể kéo cho nó khít lại vừa phải. Như đây sẽ hiển thị thông tin. Rồi, sau đó mình thực hiện thêm cái nút More. Nút More ở đây dùng để mở form 2A. Vì vậy đó là một cái button. Mình sẽ check cái button này. Mở ra đây. Đây là mở một cái form 2A nên sử dụng thuộc tính Open Form. Form của mình là form 2A thì bạn lựa chọn form 2A, chọn Next. Bạn muốn thể hiện tất cả dữ liệu lên thì bạn sẽ chọn mặc định. Còn nếu bạn muốn thể hiện cái giá trị tương ứng mà mình chọn thì mình sẽ chọn cái dấu tích đầu tiên. Hai cái này nó sẽ so khớp với nhau dựa trên cái mã số giáo viên. Nút này là nút More. Đây, giờ mình sẽ list bất kỳ như thằng Bình thì nó ra là Trần Công Minh. Nút đây. Đó là cách thiết kế form 2A của mình. Form 2B. Phần sau mình thể hiện là danh sách giáo viên, các nút đầu, cuối, tới, lui, vân vân.